Xin kính chào chị em và các bạn. Chúng tôi giới thiệu đến chị em và các bạn chiếc đồng hồ của hãng Accutime Ascore Hoa Kỳ. Đây là chiếc có model là F308, phía sau vẫn còn cái dây bóng bảo vệ, đồng hồ chưa sử dụng. Đấy, chúng ta khi dùng thì chúng ta bóc cái dây bóng này ra. Đồng hồ có vỏ thép, thân thép, đặc biệt là có nắp che mặt. Đấy, khi xem giờ chúng ta lại nhẹ đây ra để xem. Đồng hồ có mặt số trắng, 3 kim, số chỉ giờ Latin màu đen. Viền tròn của đồng hồ có kích thước khoảng 26-27mm. Điểm bắt dây đai là 16mm, 14mm, 16 chứ. Đây 16, đúng rồi. 16mm. Cái mặt che đồng hồ này khá là xinh xắn. Đấy. Nó có biểu tượng của trái tim ở đây. Chiếc đồng hồ được lắp máy quắc của Seiko Nhật Bản, PCM1A lắp ráp tại Singapore. Chiếc đồng hồ dành cho bạn gái trẻ hoặc là các học sinh, nữ sinh. Đồng hồ có thể nói là mới 98-99% và chưa sử dụng.